xin phép cùng với Tuấn Anh hô hô khẩu hiệu của hội được không ạ? Tại vì khi mời mời đến đây, cái mình cảm giác như trong người mình nó cháy lên cái ngọn lửa, cái trái tim của tuổi trẻ được không ạ? Mình với Tuấn Anh, hai anh em kết hợp lại thành anh Tuấn được không ạ? Có anh hô nào? Anh hô sẽ dẫn từ cái trái tim được không ạ? Anh em ơi! Quá chưa sập được cái hội trường sư phạm. Anh em mình thể hiện cái dòng máu của mình đúng chi lên mạnh ạ.